Chiều ngày 26 tháng 9, công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục cảnh sát giao thông Bộ Công an và phòng cảnh sát giao thông tỉnh tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, vào tối 25 tháng 9, thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra nồng độ cồn, một tổ công tác của cục cảnh sát giao thông Bộ Công an Phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc tiến hành tuần tra, kiểm soát phương tiện tham gia giao thông cả hai chiều trên đường Hùng Vương, đoạn qua trung tâm Thị xã Buôn Hồ. Sau nhiều giờ kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản xử lý 16 trường hợp vi phạm, trong đó 4 lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn, 10 lái xe mô tô vi phạm nồng độ cồn và 2 tài xế ô tô không có giấy phép lái xe.